đang buồn như thế thì thôi tao giới thiệu cho mày hai đứa này, xinh lắm, thì cho em xem ảnh, thì cũng đều hơn tuổi em hết, mọi người cũng bảo cả em là bây giờ xác định, cô này thì cô có con rồi, yêu rồi để chén thôi, cô này thì chưa có nhưng mà khó tính. Đấy. Ý anh vừa nói em á là em có chén không đấy? Có chứ. Đấy. Yêu thì chén, yêu là phải chén, yêu không chén thì chán. Khách sạn, khách sạn. Khách sạn. Có vui không? Vui chứ anh. Sướng. Chờ mà em là em dụ chị. Chắc là cả hai dụ nhau. Chắc là trước giờ em còn yêu trẻ con nên là nhìn thân thể của trẻ con em cảm thấy không thoải mái. Vì trông trẻ quá. Mà yêu người phụ nữ trưởng thành nên là nó sẽ là làm cho em bị cuốn hút hơn nhiều. Vừa vào pháp là nhìn là em muốn luôn rồi. Nhìn chén luôn rồi. Chắc là em xin tự giới thiệu, em là Ứng Duy Kiên và hiện tại giờ đang làm đạo diễn. Còn em? Dạ, em là Huyền, em 32 tuổi. Hiện tại em kinh doanh cửa hàng váy cưới. Huyền 32 rồi. Kiên dạ. Bao nhiêu? Em 27 tuổi. Vậy là Kiên bị già hơn Huyền nhiều lắm á nha. Em bị già hơn ạ. Cái tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Bọn em gặp nhau là vào một cái ngày làm việc. Bạn này bạn quay, còn em thì làm make up. Thì đợt đấy là bạn này bạn đang buồn. Tại vì là vừa mới chia tay người yêu, đúng không? Vâng, đợt đấy em bị lừa tình. Cái đó là cái câu chuyện này cách đây bao nhiêu năm rồi? Năm 2014 á. Em đi làm cái dự án đấy thì là bạn bè có bảo là bây giờ mày đang buồn như thế thì thôi tao giới thiệu cho mày hai đứa này, xinh lắm, thì là cho em xem ảnh, thì cũng đều hơn tuổi em hết. Mọi người cũng bảo với cả em là bây giờ xác định, cô này thì cô có con rồi, yêu rồi để chén thôi. Cô này thì chưa có nhưng mà khó tính. Đấy. Thì tất nhiên là em xem ảnh thì em thích cô có con hơn, vì cô ấy trông ngon thật. Là cô kia chứ không phải vợ em. Đúng rồi, xong rồi đến trường quay gặp cô kia thì lại không được như ý của mình. Nhìn thấy cô này thì cảm thấy rằng nhìn là cô ở này ngoài khác. Có thần thái tốt hơn. Vâng, đúng rồi. Tức là chạch, em thích con gái chạch. Mà ngày xưa em cũng chạch. Ngày xưa em mà đi tán gái là gái đổ luôn. Nhưng mà gặp một cô này phát là ra hỏi là đã ăn sáng chưa? Không trả lời, rồi thuốc rồi hút. Thế nên là em bảo thôi bất rồi, ngờ xong rồi, nghe là được rồi. Thế là cũng vào phím là chị ơi, em thích chị này, em thích chị này. Thế còn em thì sao? Lúc đầu là không để ý gì thật. Rồi ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em. Có dễ dàng không? Còn lúc đầu cũng không dễ dàng lắm. Khoảng thời gian đầu em cứ chị rồi em rồi vâng vâng ạ. Lúc đầu là em không để ý đâu. Thì vì kém em tận 5 tuổi á, em nghĩ kiểu như là em thôi. Em chỉ nghĩ là vui vui thôi. Xong cũng ngoan lễ phép. Thì xong đầu có tình cảm. Cà phê với nhau là ngồi nói chuyện nhau 4-5 tiếng luôn. Nhưng mà lúc đó là tụi em làm việc ngoài kia hay là trong này? Dạ ngoài kia. Bọn em cưới nhau xong rồi em vào. Cái lần mà anh ấy tỏ tình với em á. Dạ. Thì nó như thế nào? Lúc đấy là đi đưa nhau đi chơi về. Xong rồi nhắn tin, nhắn đến tận 2 giờ đêm. Tự đưa đẩy nhau tỏ thôi. Tỏ tình là đừng có điện thoại thôi. Tin chắc đấy là nhau, hôm sau người yêu nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là em đã xác định rằng là cái tình cảm mà em dành cho cô này đó là thật lòng. Bọn em có nói với nhau, yêu nhau thì mình cứ biết rằng là mình, thứ nhất là mình yêu nhau mình phải thật lòng. Thứ hai là mình sẽ không gây phốt cho nhau. Gây phốt gì cho nhau hết. Thế là được rồi. Còn cái chuyện mà có như thế nào thì cái đấy tính sau. Rồi các em làm cái công việc làm phim thì chắc chắn là sẽ thường xuyên đi xa. Vâng. Dạ. Thì đi xa thì có đi xa không? Đi xa, có đi xa là như nào? Tính là ở xa đó thì có đi xa. Ý anh Thuận hỏi em á là em có chén không đấy? Có chứ. Đấy. Yêu phải chén. Yêu là phải chén nhé, yêu không chén thì chán. Là sau khi tỏ tình đúng không? Đúng rồi. Tất nhiên rồi. Các lần đầu các bạn đi vâng. Thì là nó là ở đâu? Đi ở khách sạn thì khách sạn. Khách sạn đúng không? Đúng rồi. Nó vui không? Vui chứ anh. Sướng. Chờ mà em là em dụ chị. Chắc là cả hai dụ nhau. Hôm đấy ra là vợ em có hơi mệt. Em bị ốm. Hai người đi xem phim với nhau. Đấy, xong em mới bảo là đi xem phim mà mắt thì nhìn vào phim nhưng mà đầu nghĩ chỗ khác. Đúng không? Thôi giờ về nhà sớm quá rồi thì nhớ nhau không chịu được. Ra ngoài đi vậy khách sạn đi. Thế là quyết định là đi khách sạn ở với nhau. Và ấn tượng. Chắc là trước giờ em toàn yêu trẻ con nên là nhìn thân thể của trẻ con em cảm thấy không thoải mái. Vì trông trẻ quá. Mà yêu người phụ nữ trưởng thành nên là nó sẽ là làm cho em bị cuốn hút hơn nhiều. Vừa vào pháp là nhìn là em muốn luôn rồi. Nhìn chén luôn rồi. Rồi cái chuyện tình cảm của em á với bạn gái em lúc đó đó, cái tình yêu của các bạn có công khai không? Bọn em phải khoảng 3-4 tháng sau bọn em mới công khai. 3-4 tháng sau. Gia đình mình đón nhận cái việc đó như thế nào? Gia đình là phải 5 tháng sau. Khi mà bọn em đã xác định bọn em đến với nhau rồi á, bọn em cùng nhau kinh doanh. Đến khi mà ra mắt bố mẹ hai bên cũng rất là thuận tiện. Gọi là các cụ phải tin rằng á là hai đứa đến với nhau là chúng nó có thể xây dựng một cái gì đấy, tạo cơ đồ đó. Cái quán đó là ở Hà Nội. Vâng, còn đấy là bây giờ là tụi em đang ở Sài Gòn. Dạ, vâng, bây giờ em định cư trong này. Đúng rồi ạ. Là tụi em có em bé chưa? Dạ em có rồi. Động phòng dính luôn. Tụi em bắt đầu lập nghiệp đây thì mọi thứ nó suôn sẻ như ở Hà Nội không? Xong có nhiều. Ở ngoài kia thì bạn ấy cũng
có một chỗ đứng rồi. Mà vào đây thì mình cái gì nó cũng mới ạ. Gần như là thời gian đầu bọn em không có công việc gì. 5 tháng là 5-6 tháng liền. Sau 5 tháng thì mình khẳng định được cái vị trí và cái chỗ đứng của mình thì không phải. Sau 5 tháng thì bọn em có em lúc đấy thì em mới chuyển sang làm đạo diễn. Đó thì em làm gì? Trước đấy em làm quay phim với cả đạo diễn hình ảnh. Rồi là ở đây luôn chứ có ra Hà Nội trở lại không? Gần Tết thì em ra Hà Nội thôi. Ra trước khoảng 1 tháng thì Kiên còn bận việc ở trong này. Vợ với lại con là ôm nhau ra Bắc. Đúng rồi. Mình Kiên trong này luôn. Đúng rồi. Lúc đó Kiên sao? Ôi hoảng lắm chị. Hoảng sợ luôn. Hoảng sợ luôn, rất nhiều thứ phải lo. Lúc nào cũng lầm lũi ở nhà một mình. Có bị stress không? Stress chứ anh, em trầm cảm luôn. Giải quyết cái trầm cảm đó bằng cách nào? Ra với vợ thôi. Tức là như vậy là ông Kiên ông trầm cảm là vì ông nhớ vợ, nhớ con. Nhưng mà cái triệu chứng gì mà em khẳng định rằng đó là trầm cảm? Em hay nghĩ linh tinh, rồi em cứ đi lại lại trong nhà nhiều, rồi làm một cái gì đấy em cũng bị đắn đo. Rồi em thức đêm nhiều này, rồi uống cà phê nhiều này, rồi làm việc cũng quá sức nữa, các thứ nữa. Nên là mình bị cục tính, làm cái gì cũng muốn chửi, làm gì cũng muốn đánh người khác. Nhưng mà em cục xúc, thật đấy là cục xúc. Lúc đó em biết không? Đến lúc mà bạn ấy ra rồi ấy, em gặp chồng em rồi thì em hơi hoảng. Tại vì em thấy rằng là khác, em biết. Em nhận không được kiểu tình cảm, không kiểu tình cảm giống ngày trước. Lúc đó chắc xuống sắc lắm đúng không? Xuống lắm. Lúc đấy bạn ấy gặp em mà bạn ấy mừng như là trẻ con được đi đi. Thôi mà em thấy như thế mới là kiểu cảm xúc thật đấy. Cũng hay mà. Đâu, nhưng mà kiểu bạn kiểu nói như thế nào? Bạn ấy kiểu ví dụ nếu bình thường đi chơi ít khi bạn nhận xét tiêu cực á, nhưng mà đi là toàn nhận xét tiêu cực thôi. Xong rồi về tối về toàn ôm vợ, xong rồi bảo là cái thời gian qua anh nhớ em lắm, mới cả thay buồn lắm. Tức là mọi thứ nó đều trở nên gọi là hơi quá một chút. Đúng rồi. Mà nói đơn giản em đi trên đường thôi, em nhìn thấy một cái xe đặt ngang đường rồi em cảm thấy khó chịu và rất là ghét và muốn tìm chủ xe chửi cho người ta một trận. Vậy hả? Xấu xí và đánh đá kinh khủng khiếp luôn. Trầm cảm như kiểu trầm cảm thay vợ. Trầm cảm xấu sinh. Và bây giờ thì tất cả mọi thứ là yên ổn hết rồi đúng không? Anh ấy có tật xấu gì không? Tật xấu ở trong em thì có chứ ạ. Thì gần đây là hay cọc cằn. Hay to tiếng. Mà ngang á. Vâng, em bị cục tính. Ngày trước thì bạn ấy không nóng như thế đâu. Rồi bây giờ tới em nè. Bây giờ vợ em có tật xấu gì không? Hiện tại thì em chưa tìm được. Hiện tại bây giờ là em vẫn cảm thấy vợ em tâm lý vẫn đẹp. Em bừa bộn, bừa bộn hơn chồng em nhiều. Đi đâu du lịch hay như thế nào á là toàn chồng em sắp vali thôi à. Tại vì em mà sắp thì lát sau chồng em ra chồng em bỏ ra sắp lại. Đổ hết ra. Cái điều đấy cũng không quan trọng. Yêu em quá bạn không nhìn những cái nhỏ đấy. Đúng rồi. Thì em cũng không hay để ý tới tật xấu của người khác, chỉ cái gì nó trướng mắt quá ở đời mình mới nói thôi. Hiện tại là hoàn hảo. Vâng. Hiện tại. Như vậy chắc chắn là dùng từ hiện tại. Chưa biết được tương lai như nào. Không cần gì phải thay đổi đúng không? Vâng, đúng chính xác. Em có mong chồng em thay đổi gì? Em chỉ mong là chồng em thứ nhất là bớt ngang hơn. Với cả là nhẹ nhàng hơn thôi. Có nghĩa là trở lại như là Kiên của ngày trước á. kiểu vậy. Đúng rồi, thỉnh thoảng vợ em có nói là anh khác trước nhiều quá. Đó. Cho nên giờ vợ mong muốn Kiên trở lại như ngày trước á. Vâng. Còn Kiên có muốn vợ thay đổi gì không? Không, em thì em vẫn muốn vợ em như này. Nhưng mà cô ấy có khi nào mà quên đi cái bản thân mình để mà chỉ có lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình mà không có cái thời gian cho bản thân mình không? Em á? Có chứ ạ. Đó. Nhưng mà thật ra nói có hay có thế, em thấy vợ em vẫn đẹp. Lúc mà vợ em đẻ xong ấy, thì mất khoảng 2 năm ở nhà chỉ có nuôi con rồi đọc sách về bỉm sữa rồi tất cả các chủ đề cũng đều chỉ vì là con thôi. Ra ngoài gặp bạn bè của em hay bạn của cô ấy cũng toàn nói chuyện về những cái vấn đề như thế. Nên là em cũng kiểu cố gắng để làm sao để cho vợ em đi ra ngoài nhiều hơn, rồi quan hệ nhiều hơn, rồi làm đẹp nhiều hơn. Vì thật ra đúng đất đấy là toành toàng. Trông cũng chán chán nhưng mà em là một anh chồng rất là tâm lý ấy chứ. Vâng. Đối với tụi em á, chị cảm nhận một điều á là Kiên rất là thương vợ. Dạ. Yêu á, yêu vợ. Vâng, rất là thương vợ. Em tìm được ở vợ em rất nhiều những cái cảm xúc mang lại cho em. Đúng rồi. Người vợ, người bạn. Bạn ấy ở nhà mà em mà buồn, bạn có thể mặc xịp, bạn đứng bạn nhảy múa cho đó, em. Đó, đó. Đó chính vì vậy mà khi mà xa em một thời gian thôi, có một tháng trời thôi mà bạn bị trầm cảm là em biết là bạn thương em cỡ nào. Tức là em là một cái điều gì đó mà cần thiết vô cùng trong cuộc sống của bạn. Nó giống như hơi thở vậy đó. Em quá hạnh phúc khi em có một cái người đồng hành với mình như vậy. Thường những người đạo diễn họ, cái cảm xúc của họ thay đổi dữ lắm. Họ phải tìm rất nhiều chất xúc tác bên ngoài tạo cái cảm hứng. Nhưng mà em đã mang đầy đủ những cảm xúc đó cho bạn rồi. Thì thành ra là hai bạn á, là cũng giống như là món quà mà Thượng Đế á, cho tặng cho nhau á. Tức là ổng đem Kiên lại cho em, ổng đem em lại cho Kiên. Chị nghĩ là như vậy. Cần phải có nhau đó. Thôi xin chúc mừng hai em. Chúc tụi em hạnh phúc thôi. Chúc em hạnh phúc như thế này. Em tên là Đoàn Tuấn Phương. Em là nhân viên kinh doanh của một công ty viễn thông. Dạ, em 3 năm nay là năm 35 tuổi. Em tên gì, giới thiệu về mình. Dạ em là Võ Thị Ngọc Ánh. Em 31.
Em là nhân viên văn phòng hành chính. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Là hai tụi em làm chung một công ty, nhưng mà hai bộ phận khác nhau. Cô này làm tiếp tân, còn em thì là đang làm nhân viên kinh doanh. Thì sau một thời gian thì em thấy cô này cũng được cũng phù hợp với là trong cái bộ phận của em, thì em mới đưa cô này lên cái văn phòng. Được là năng lực hay là được về nhan sắc? Trước mắt là về được năng lực trước đã. Sau thì em có một cái căn bệnh thì cô này cô làm hỗ trợ đặc biệt cho em dạng như vậy á. Nhưng sau đó em có những điện thoại thì tụi em tâm sự thì dần tụi em cũng có thể là mến nhau. Tâm sự gì vậy anh? Dạ lúc đầu chỉ là công việc thôi, miễn sao là xong dự án thôi chứ không kể như giờ giấc gì hết, nên có thể là giữa khuya cũng phải ngồi dậy làm. Đó là công việc. Dạ. Thì anh em nói chuyện chơi thu vui thôi, nhưng mà riết là thành thói quen, tối nào cũng phải gọi nói khoảng 2-3 tiếng mới chịu. Lần đầu tiên em gặp ảnh em thấy ảnh như thế nào? Chảnh chọe lắm. Em có cảm tình với anh không? Em không thích. Nhưng mà lúc anh nâng đỡ em á thì em có nghĩ là do là em có năng lực hay là em nghĩ là anh để ý em? Dạ không phải là hai để ý đâu, tại vì tụi em cũng không có ấn tượng gì về nhau hết á. Dạ. Rồi bên nào chính thức cua bên nào? Lúc mà tụi em làm việc chung với nhau á, vẫn xem nhau là anh em, thì mỗi bên đều có bạn riêng hết rồi. Và cả bốn người đều biết nhau. Sau đó thì em chia tay bạn em trước, thì anh cũng chia tay với bạn ảnh. Sau đó thì em làm việc lúc đầu thì cũng chỉ xem như anh em thôi, hỗ trợ hết mình làm việc tốt thôi. Sau đó thì em thích ảnh trước, nhưng mà em không có nói. Chắc là đẹp trai. Lý do gì mà em thích ảnh? Ảnh vui vẻ, ảnh hài hước. Nhưng mà anh muốn hỏi là khi mà ảnh chăm sóc Phương thì có cảm giác của Phương hay sao? Lúc đó cái tâm trạng rất là bi quan, còn em cũng bận mình nặng lắm. Lúc đó thì mình cứ nghĩ là chỉ là một người bạn, người đồng nghiệp dạng như vậy hỗ trợ mình thôi. Nhưng mà thật sự là sau này thì mình cứ tự nhiên tình cảm thì dần nó nảy ra, nó phát sinh ra dạng như vậy. Những cái hành động, những cái chăm sóc và trong cái bi quan đó, trong cái tuyệt vọng đó mà thì em tìm ra cái tình cảm. Dạ. Và sau đó là hai người lấy nhau. Dạ. Không bao lâu? Nếu vậy cũng khoảng một năm anh. Nếu vậy thì cái hôn nhân này rất là hạnh phúc hả? Dạ không phải là tụi em không hạnh phúc, nhưng mà có nhiều cái em phát hiện là ảnh không có giống như trước kia. Quan điểm tụi em khác nhau. Quan điểm khác nhau chỗ nào? Em lấy về em mới thấy ảnh gia trưởng. Trước kia quen thì ảnh thoải mái lắm, làm xong việc anh em đi ăn, đi cà phê. Nhưng mà về nhà thì ảnh không phải vậy. Ảnh muốn em làm theo ý ảnh, nếu mà không đúng thì ảnh sẽ nhăn nhó, khó chịu lắm. Và ảnh có một cái điều là những cái việc vặt vãnh cũng hay khó chịu, cũng dễ bực lắm. Có hay là vờ quát em không? Có anh, có một điều làm em rất là buồn, đó là nói không suy nghĩ. Có nghĩa là đang giận nói cho sướng hết cái giận thôi. Dạ. Trước khi em nói điều đó ra thì anh có thể đoán được điều đó. Tại vì nhìn thấy ông này cái mặt căng lắm. Dạ. Không, thường là như vậy nè. Có thể là chồng em á gặp những cái stress nặng trong công việc, gặp những cái stress rất là nặng mà chưa giải tỏa được thì rất dễ bị cái trường hợp như là chồng em vướng phải. Ví dụ như là những cái cơn giận đó là những cái lúc xả, và khi xả là xả cho bằng hết, xả hết những cái năng lượng xấu ở trong người á, mà mình không biết là mình xả cái gì luôn. Dạ, mình chỉ dạ. biết là mình dồn, mình xả ra hết thôi, cho nó xong tới cái đó là mình cạn cái phần xả đó, là mình sẽ bớt, mình sẽ bình tĩnh trở lại. Đứng về mặt người vợ, em phải hiểu được chồng em bị stress cái gì, căng thẳng ở cái gì. Tức là giống như mình tìm bệnh là mình phải bắt được cái cơn căn bệnh đó thì mình mới trị được. Chứ còn để con bệnh mà tự hiểu ra cái điều đó khó lắm. Có thể là đúng chị, khi mà có vợ, có con, tất cả mọi thứ mình cũng lúc mà mình hơi suy nghĩ về sâu xa về tương lai nhiều. Thì lúc đó thì nó tác động ví dụ mình có vấn đề gì, thì vợ mình như thế nào, con mình như thế nào, gia đình mình như thế nào. Những cái mối quan hệ xã hội lúc đó nó bị không được tốt như hồi xưa nữa. Thật sự lúc đó mình không kiểm soát được bản thân của mình. Thì cho Thượng hỏi thì cái chuyện đó nó có thường xuyên xảy ra? Thường xuyên anh. Và em không có cái giải pháp gì để mà chế ngự được những cái điều đó? Khoảng thời gian sau này thì Phương cũng phải cố gắng là giữ cái bình tĩnh không. Nhiều hơn rồi. Cái vấn đề ở đây là như vậy nè. Em có hiểu được chồng em đang có những cái căng thẳng đó không? Ở đây chị không nói vấn đề mối quan hệ xã hội không nha. Mà ở đây ngay cả trong cái mối quan hệ trong gia đình giữa hai vợ chồng nữa. Ở đây hai chồng phải tìm ra được cái nguồn cơn. Dạ. Ngay cả vợ em cũng sẽ bị stress, nhưng mà cái dạng stress của vợ em nó là một dạng khác, một thể mà thể nguội. Dạ. Thể nguội, thể lặng mà em có thể chịu đựng được, em có thể nuốt được cái stress vào trong và em xả ra bằng một hình thức khác. Dạ. Còn chồng em lại ở trong cái dạng thể nóng đó, thì bây giờ hai vợ chồng tụi em á, ví dụ như không thể nói với nhau được, thì có thể là trong chương trình này mình có thể nói ra thì em sẽ giải tỏa được. Có một cái câu chuyện nào dẫn chứng cho cái sự mà bất đồng quan điểm của hai vợ chồng? Chuyện gần đây nhất á, tất nhiên công ty có tổ chức một show áo dài cho nhân viên nữ. Những cái lần tập của cái show đó thì em cũng chỉ tới cho có mặt thôi, tại vì em có con nhỏ. Sau đó thì ảnh có vẻ như là không hài lòng là tại sao là em không nghĩ cho cái công việc của ảnh, là ảnh tới tiệc đó anh phải tiếp khách. Nếu mà em tham gia như vậy thì ảnh vừa giữ con vừa tiếp khách.
em cũng chia sẻ quan điểm thế này, thật sự ra là cũng làm cho công ty thì cũng có những cái mâu thuẫn, có thể là cũng có lợi mà cũng có hại chổng. Em là một người sale thì đương nhiên trong những buổi đó sẽ gặp khách khứa bạn bè rồi trong đó. Nếu như vậy em tập trung hết mọi thứ ở trong cái số già như vậy thì lúc đó chắc là em bồng đứa con đi gặp khách này gặp kia, chính xác là mình không chấp nhận cái chuyện vậy được. Nên cuối cùng phải đưa mẹ của em đi theo để mẹ giữ bé giùm. Lúc đầu thì mẹ không chấp nhận cái chuyện đó, mẹ không thích đi. Đó thì đâu này nó cũng có nhiều cái, nó thật sự em cũng muốn dạy em là gì? À, cố gắng để theo cái hướng của chồng một chút, dạng như vậy để cho công việc nó tốt hơn. Quan điểm của em là như thế này, đã cưới một người vợ về rồi thì em phải là một người vợ của gia đình, là một người mẹ của con, thì em cũng không chấm hết toàn bộ 100%. Cái nào thật sự quan trọng thì mình đi, còn cái nào không quan trọng thì ví dụ mình có thể là mình kiếm cách để mình từ chối, chứ không thể nào mình chấp nhận hết 100% tất cả những cái cuộc chơi như hồi xưa được nữa. Ý của Phương là như vậy thôi. Thật ra thì ảnh cũng không phải là quá khắt khe đâu, cũng muốn em đi chơi, nhưng mà từ sau khi tụi em có con rồi thì ảnh muốn em dồn hết thời gian cho con, hạn chế ra ngoài. Nhưng mà hai vợ chồng em có hay đi chơi riêng không? Dạ có, thỉnh thoảng nhiều. Có một điều em muốn anh chỉnh sửa là ảnh nên cảm thấy vui với khoảnh khắc với gia đình. Ví dụ như em muốn cho con đi siêu thị thì ảnh chỉ chở hai mẹ con đến siêu thị, hoặc là ảnh sẽ đứng ở ngoài, hoặc là ảnh đi đâu đó anh cầm về tới đón, hoặc là chở con đi công viên đi chơi thú nhúng cũng vậy. Hiếm khi nào mà ảnh vào chơi với cả nhà lắm. Anh không thích. Ôi, vậy thì tại sao em lại nói chồng em rất là người chu, là cái người chu đáo cho những... Có nghĩa là, ví dụ kỷ niệm ngày cưới, anh sẽ nhớ. Và anh sẽ book một cái tour đi chơi. Có nghĩa là, cái quan điểm thì hồi nhỏ là không thích vào những nơi đông đúc. Vẫn thích chơi với con, vẫn thích chơi, đồ, nói chuyện như vậy. Nhưng mà vào những cái chỗ như vậy thì là mình không ưa. Bây giờ chị hỏi em nè, cái điều mà lúc nào cũng hiện hữu trong đầu em là vấn đề gì? Chỉ có hai cái duy nhất thôi. Thứ nhất á, là cái kiếm tiền để lo cho gia đình. Và cái thứ hai là vợ con của mình thôi. Tức là cái điều lúc nào hiện hữu trong đầu em là làm sao kiếm tiền và vợ con. Vợ con, đúng không? Em biết điều đó không anh? Dạ em biết. Tại vì thật ra sau mỗi lần cãi nhau thì tụi em đều ngồi nói chuyện lại với nhau để nói rõ là tại sao lần đó cãi nhau, và phải thỏa thuận là lần sau không có như vậy nữa. Thì thời gian gần đây tụi em cũng có thỏa thuận và tình hình nó cũng tốt hơn rồi. Nhưng mà ý em muốn nói ảnh là tương lai thì còn dài, mình từ từ mình lo. Kinh tế mình cũng không đến nỗi là quá khó khăn, thì mình cứ tận hưởng cái thời gian với vợ con. Em thấy là cuộc sống của anh không có niềm vui gì cả. Anh đi chơi với vợ con, nhưng mà trong suy nghĩ của anh là anh đi phục vụ vợ con, anh chở vợ con đi chơi, chứ không phải là anh đi chơi với vợ con. Còn bây giờ chị đương muốn hỏi em, trong đầu của em lúc nào cũng là cái điều gì hiện hữu trong đầu em? Là con em. Có chồng không? Có. Rồi còn gì nữa không? Tiền không? Em không quan trọng về tiền. Em cố tìm mọi cách để chăm sóc con em tốt nhất, hỗ trợ chồng em tốt nhất và lo cho gia đình thôi. Đó. Thì bây giờ tụi em gặp được nhau ở một cái điểm chung là hai người đều nghĩ về nhau và nghĩ cho cái gia đình nhỏ của mình, đúng không? Đó, chỉ có một cái khác nhau, đó là em thì muốn hướng ngoại và chồng em thì lúc nào cũng muốn hướng nội. Dạ. Hai cái điều đó tưởng là không quan trọng nhưng mà nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ rơi vào tình trạng hai vợ chồng là đồng sàng mà dị mộng á. Có nghĩa là chung một giường, mỗi người có một cái suy nghĩ, một cái enjoy khác nhau. Thì cái vấn đề duy nhất tụi em chỉ có một cách là em phải tôn trọng và chấp nhận cái việc là cái điều gì làm cho chồng em sung sướng, cho cái bản thân ảnh. Và ngược lại, nếu như vợ em đã làm được điều đó cho em thì em nhớ là khi em đã đi chơi với gia đình em rồi, em phải hòa vào. Có nghĩa là em phải hướng ngoại một chút để làm chi? Em hy sinh cái đó cho vợ con em. Đúng không? Theo chị thì tụi em chỉ có một hình thức duy nhất như vậy tụi em mới dần dần bỏ được cái đồng sàng dị mộng đó. Chứ còn không cứ một người hướng nội, người hướng ngoại, người này đòi người kia phải theo người này, người nọ đòi người nọ theo người kia là không bao giờ được hết á. Là cái đó là nó rất nguy hiểm tới mỗi ngày mình. Mỗi người bớt một hướng đi chút xíu, bớt chút xíu. Không, cái đó là chị nói nghiêm túc luôn. Rồi, thôi chúc hai bạn vui vẻ, nội ngoại hợp chung nha. Dạ, cảm ơn chị. Em tên là Chu Quốc Thọ, năm nay 29 tuổi và em đang làm nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên là Thùy Trang, năm nay là em 28 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Hỏi Trang gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Tụi em là học chung dạng đường đại học. Chắc có lẽ là em là người theo đuổi và cưa cẩm bạn này chứ, đúng không? Nói chung là lúc đầu cũng nói chuyện chơi thôi. Sau này thì từ thích thì tấn công luôn. Cũng rơi vào trường hợp của một số anh trai á, quen chơi cho ấy, xong tự mình lấy cái cây đập vô cái lưng của mình đó. Rồi cưa cẩm trong bao lâu thì cô này mới đổ? Không có lâu lắm, 2-3 tháng thôi. Em có ấn tượng với ông xã em ngay ngày đầu tiên gặp mặt không? Em không có ấn tượng gì về chồng em hết á. Tại vì em có mong ước là chồng em sẽ cao to đẹp trai. Xong rồi lúc mà em gặp chồng em thì chồng em nhìn rất là lạ. Nó không có giống những gì mình suy nghĩ trong đầu á. Phải là bạch mã hoàng tử cao to. Dạ, cho nên em không có ấn tượng, em không có ý định là sẽ là bạn gái của chồng em. Đó. Rồi, nhưng mà với em thì lúc đó vợ em như thế nào? Đầu tiên mình nhìn thấy là vợ em lên thuyết trình á, cũng đen lắm. Thuyết trình mà rung mà cái mặt
xanh lè. Chỉ có thấy vậy thôi. Tâm lý. Thấy vậy thôi chứ cũng có gì mà nhớ tới. Mà đến bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? 2 tháng sau là mới bắt đầu chính thức là quen nhau luôn. À, là yêu á. Sau khi tụi em lấy nhau về thì bây giờ hỏi em trước đó. Giờ vợ em hả? Vợ em á thì có tật mà thôi lên Facebook thì lại nói rồi liên tục. Nhiều khi mà ngủ 4-5 giờ sáng á, nghe tiếng động, quay qua nhìn thấy vợ em đang lên Facebook á. Trời ơi, em cũng có thấy luôn. Tại lúc đó em không có ngủ được, em phải lên Facebook em lướt lướt rồi em nhìn nhìn hồi em mới ngủ liêm diêm á, em ngủ được. Gì rồi đó. Em bị nghiện đó nghe. Mà lên Facebook thì bình thường không nói nhưng mà cứ cái gì cũng đăng lên á. Buồn vui gì cũng đăng, rồi mới ăn cái này rồi mới mua cái kia cũng lên trên cũng lên. Rồi nhiều khi mà những cái mà không đáng đăng cũng đăng, giống như vợ chồng mà hay cãi lộn gì đó. Một ngày lên mấy status chụp không? Không đâu anh, cái đó hồi xưa mới nhiều, còn bây giờ là em nó ít lại rồi. Giờ chín cái thôi. Nhưng mà em lên liên tục những cái status như vậy là em thích lên nhưng mà để em show mọi thứ, hay là còn một nguyên nhân, một cái lý do nào khác không? Tại vì bình thường là em ít tâm sự với người khác á, cho nên lúc mà em chán hay em nản hay em buồn cái gì á là em đăng những cái câu mà không ai hiểu hết á. Chỉ mình em hiểu em đăng lên để cho nó xả chết. Có khi là em muốn vậy để cho chồng em hiểu không? Có những cái không nói được. Mình không tiện nói với chồng á, mình đăng lên vậy để cho chồng đọc vô. Nhiều lúc mà tức chồng á không có nói chồng được. Là lúc đó em đang chiến tranh lạnh mà em đâu có nói trực tiếp với chồng em đâu. Cái xong đăng lên là để em nhận mặt chồng em. Em có hay lên đọc những cái status của vợ? Em cũng có lên phay. Em có đọc không? Có, cũng có đọc. Và khi đọc thì cái cảm nhận của em như thế nào? Em có hiểu là có những điều mà em muốn nói với mình không? Thì đưa lên là em hiểu, em biết là nói như vậy, có ý như vậy. Thì em cũng muốn thay đổi. Nhưng mà có một số thì những cái đó không đáng để đăng lên. Nhiều cái giống như vợ chồng xích mích với nhau, cãi lộn thì mình để mình tự giải quyết với nhau đi. Đăng lên là người này người kia thấy rồi comment tùm lum hết. Mấy vợ em thấy thương ha, nhìn thấy hiền đúng không? Dạ. Đâu có, trời hiền, nó hiền mới ghê á. Tức là hay là những danh dự nhưng mà cọc cằn mà hay cấu gắt ghê lắm. Cụ thể gần đây nhất, ví dụ gần đây nhất giống như là chương trình vợ chồng son hẹn để đi cắt tinh á, thì tự nhiên bữa đó thứ sáu thôi, vợ em nói với em là 2 giờ chiều có mặt ở Nguyễn Thị Minh Khai. Nói vậy thì em đâu có biết là bữa nào, em mới hỏi ủa ngày mai thứ bảy hả? Cái vợ em mới gắt lên á, ừ cái gì mà thứ bảy, ngày mốt chủ nhật á. Rồi gắt lên vậy, cái em mới thấy ủa giờ em không nói sao anh biết được. Cái gắt lên nữa nè, ủa không biết hỏi hả? Cái cách anh nói á là làm cái em không bực lên, chứ không phải là anh nói vậy nói mà sao em. Tại vì nhiều lúc á em đang bực ảnh cái vấn đề đó rồi, cái ảnh mới hỏi em là đi mà anh không nói là hỏi đi thứ mấy, thì mình không biết thứ mấy thì mình phải hỏi đi thứ mấy chứ ai mà hỏi đi ngày mai đi hả? Cái xong rồi em cũng bực lên, lúc đó trong công ty em cũng bị stress nặng á, cái xong em cũng la lên. Có nào em bực bởi vì là do ổng nói chuyện cọc lóc không? Đúng rồi, nói không có tình cảm, nói không có chuyện. Rồi còn những chuyện như thế nào nữa, ví dụ? Nhiều khi là giống như là nghe không rõ, đang tập trung chuyện khác, cái hỏi lại bắt đầu gắt lên, trời đã nói vậy không nghe rồi, nạt ngộ quen rồi. Có lần nào đánh em không? Đánh thì chưa đúng không? Chưa mà hù thôi. Hù sao? Hù sao đâu? Hù rồi tát mà đen. Thôi vậy hả? Em tức quá em đưa là mẹ tát đi. Không có tát không? Rồi có tát không? Không dám, tát là không biết sao luôn. Có chuyện gì xảy ra luôn á. Hồi giờ tới em vợ muốn... đi, cho vợ đi, vợ chưa có được nói về chồng nè. Đúng rồi, chồng nói cho vợ nói. Quên chứ. Quên. Anh Vinh chồng em quá. Vinh đâu, Vinh trời, nghĩ sao Vinh, hôm nãy giờ giặt quá trời luôn đấy. Tật xấu của chồng em là gì? Thì tật xấu của chồng em xấu nhất là nhậu thôi. Nhậu là nhậu tới bến rồi mới về không à. Thế thì em mong muốn chồng em thay đổi đi gì? Bớt nhậu. Thì em biết là cấm nhậu không được, em hỏi chồng em luôn mà. Chọn giữa rượu với vợ không? Là chồng cũng không có dám trả lời luôn á. Bây giờ một tuần ổng nhậu mấy ngày? Dạ em cấm rồi cho nên... Bớt luôn. Dạ, bớt. Thôi cấm cung để cho mà chuẩn bị có dạ, em bé. Thì em cũng mong có con trai á. Cho nên... Có em bé rồi á, đi nhậu về á, không có dám nhậu. Về hung đó, sợ. Thôi đúng rồi. Rồi còn em? Em mong muốn vợ thay đổi gì vậy? Mong muốn vợ thay đổi là cái tính hay cọc cằn hay cấu gắt á. Thì giống như vợ chồng với nhau mà, nhiều cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà cứ gắt lên rồi cãi lộn nhau rồi tùm lum hết thì nó cũng có đáng. Rồi nhiều khi sau này mà có con á, tính vợ em mà hay cấu gắt như vậy thì lúc đó em sợ không biết sao. Khi bớt lại lên người này dạ. Tức là em cấu mà có cái sự đề ba không, hay là tự dưng cái đang bình thường vậy cái nổi điên lên cấu liền? Bình thường thôi, không có gì hết. Mà cái cấu lên vậy em cũng không hiểu nữa. Sao vậy em? Tại vì á em cấu lên á là do ảnh
nói cái gì đó anh không có suy nghĩ trước đó, cái mỗi lần nói là chọc tới cái cơn tức của em không à. Nhiều khi vợ em hay cẩu vậy đó, em thấy ghét em chọc chọc cơ. Tức là chọc sao cho tối luôn hả? Chồng em tính vậy đó. Em lấy nhau là 8 tháng. Dạ đang kế hoạch hay là chưa là dạ tụi em là đã thả từ lúc cưới rồi. Mà mong có con không? Dạ rất là mong. Không, em nên bớt lại đi. Tại vì chị nói em nghe nè, cái mật độ mà đi nhậu của mình nó còn dày á, thì đương nhiên là lúc mà có con á, nó sẽ ảnh hưởng đến đứa con. Mà ảnh hưởng là như thế nào? Sau này con mình nó yếu lắm. Mà nó yếu như vậy á, tụi em nuôi không, tụi em cực lắm. Có bầu á là đã khổ rồi, nhưng mà nuôi con á khổ gấp trăm gấp ngàn lần. Mà cái đứa con khỏe mạnh lại không sao, chứ đứa con mà nó yếu nữa, trời cực lắm. Chị nói nghiêm túc luôn. Anh à, khi mà vợ chồng anh kế hoạch có con á, là anh phải bỏ. Nhất là bia rượu là anh không đụng tới. Em hạn chế lại đi. Dạ, đó. Em cũng anh, cố gắng anh, quyết tâm nha, quyết tâm đi. Thôi giờ hứa với vợ đi cho nó yên tâm đi. Để hai chồng nhớ nha. Nè bây giờ nè, để hai vợ chồng người ta hứa vợ xong rồi em chúc một câu để cho năm nay người ta có bầu. Anh này cái miệng anh linh lắm, em ơi. Anh chúc ai người đó có bầu rồi sao kỳ giống như là thần trẻ con vậy đó. Em hứa vợ em cho vợ em yên tâm, nhưng mà khi chồng đã hứa vậy rồi á, vợ bớt cằn nhằn mà bớt nổi cọc bất thường. Vì nhiều khi mình cằn nhằn cái mình nóng, cái ảnh hưởng tới chồng mất hứng, đúng không? Chồng nó mất hứng, cái mất hứng cái kia nó mất hết. Nha, khắc phục nha. Rồi chồng hứa đi xong để anh thường anh chúc. Mà hứa là đảm bảo chúc là có bầu liền. Thông qua chương trình thì anh cũng hứa với vợ là anh sẽ cố gắng hạn chế nhậu lại. Thì nói chung là nhậu thì cũng biết cầm chừng, biết đường về, rồi chăm sóc cho vợ chứ không có như bây giờ. Mà để cho tương lai có em bé, cái mặt em nó sần sần, nó gan không được tốt lắm đó nha. Dạ. Đúng không? Cái đi. Đó, hứa đi. Ôm rồi yêu thương cái đi. Làm đi, là làm cái nè. Rồi, quá vui. Thế thì muốn có một cái sự viên mãn thì anh Thuận xin chúc cho hai em hôm nay nha. Về bắt đầu vui vẻ và mau chóng có tin vui nghe. Và cuối năm sẽ có một em bé kháu khỉnh ra đời để cho vui cửa vui nhà, hóa giải hết tất cả những phiền muộn lo âu nghe. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ cảm ơn. Chúc cho em nha. Nhớ có con đừng đặt tên Quốc Thuận nữa. Hai gương mặt giống nhau quá đó, bởi vì gương mặt phu thê nè. Phu thê thì lúc sống chung lại cũng nói là phu thê luôn. Trời, cái đôi mắt này lạ lắm nghe, hiếm có cặp vợ chồng nào mà có một cái đôi mắt mà giống nhau như vậy luôn á. Đâu có giống đâu. Đâu chị, cái mắt nó giống nhau vậy? Không. Đều là dấu gì ta? Dấu ớ. Không phải. Đây nè, ớ nè. Đó đó. Không giống lắm, anh nói thiệt. Mà có ai nói là hai vợ chồng giống nhau không? Dạ có. Chưa? Có nhiều lắm, nhiều người nó giống. Tức là nhìn tổng thể là giống nhau. Dạ. Nhưng mà phân ra từng nét á thì cho có cái lỗ mũi giống nhau thôi. Không có. Em lại thấy đôi mắt cũng giống nữa nè. Không, đôi mắt của cô này bé mà, đôi mắt nó tròn xoe mà. Nhưng mà cái kết cấu là nó đều vĩnh, nó đều đó là nó giống như cái dấu này, dấu gì không biết đã hả? Dạ. Dấu nào? Dấu gì? Dấu gì nè, chứ không phải dấu ớ. Cái này là cái nón. Không, bây giờ em hỏi chị nè, trong trời tự nhiên bí quá, có cái dấu nào mà nó quẹt qua vậy không? Thì nó là dấu ớ, còn cái này nó là dấu á. Dấu á ngược á. Còn này dấu ớ. Cái này dấu á ngược á. Nó ân á, ân á, rồi ăn á, hiểu không? Cái này là ân. Chắc ăn giống nhau. Rồi chị à. Không, bởi vì em mới nói là ăn. Ăn à, này. Ừ, thì là ăn thì đương hỏi nè, ăn hay là hay là ân. Ớ, nhưng mà là nó không mệt quá thôi, được mệt quá. Nói nghe là giới thiệu tên em mới được. Dạ. Dạ, em xin chào MC Quốc Thượng, chào chị Hồng Vân. Dạ, em chào khán giả. Em tên là Thành. Em làm công việc của em là vận chuyển hàng. Từ Trung Quốc về Việt Nam. Dạ. Ở đâu? Em vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. À, từ Trung Quốc về Việt Nam. Thành là Thành là em sống ở Sài Gòn. Em nay 30 rồi. À, 30. Dạ. Thành vận chuyển đồ, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Rồi. Dạ. Em mời vợ Thành. Dạ, chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư. Năm nay cũng 93. Dạ. 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Năm nay cũng 93 tuổi. 93. Dạ. À. Làm công việc gì? Dạ, em bán quần áo. Quần áo. Dạ. Cha vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, cho bên này bán lại. Dạ thì lúc đầu liên quan vậy đó, lúc đầu là thường như vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao? Vậy. Dạ. Bây giờ sao? Ai cũng nói vậy thì nhưng bây mà giờ là như vậy luôn. Câu chuyện nó quen nhau thì nó lại mắc cười lắm. Là ngày 28 Tết thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. Chủ nhà là mời quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn không phải đi hết. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Đi ăn sao ăn ra ngoài nói chuyện không thế, ai chịu đi ăn không ai đi hết, chỉ có hai người đi thôi. Chỉ có hai chị em bé này đi. Mẹ em ăn hết cái sòng bài luôn, nó cay cú quá quá mà ăn không còn một đồng bạc mà nên là tôi phải ăn lại cho coi như là ngập mặt đó. Ủa, nhưng mà sao lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thân? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Cái lần đầu tiên đi vô đó, nhà chị đó rủ vô chơi đánh bài xì dách. Cái vô cái
anh này chạy là sao, cái nẹt bô nữa, chạy xe chiếc SH mà cứ nẹt 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 gì nè, cái em lại em thấy trẻ trâu rồi em biết sủ nhi rồi, em cũng không thèm để ý nữa, xong cứ đánh bài ăn gom hết, cái nhỏ em cay quá nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Dạ. Là đi ăn chưa? Có ba người. Cái tâm trạng y chang đó, y như là tôi nói, một đứa ăn bài, một đứa ăn đồ ăn. Đó. Ăn qua. Nhưng mà sao lúc mà đi ăn có ăn cho bỏ ghét không? Dạ, ăn quá thì ăn luôn, kêu vô kêu phở, kêu chén tái hột gà, kêu đủ thứ hết trơn. Như trong tiệm phở có gì là kêu hết. Và như vậy là nhìn thấy cái nước ăn của cổ mà coi như là thấy ấn tượng đúng. Mà em đói gần chết luôn mà em giữ nét. Mình đói muốn chết, lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ. Thôi anh đói, anh ăn rồi. Anh kêu miếng, kêu chén tái thôi, anh no quá. No quá, về quốc cho tô mì, thêm tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình mới gặp mình sơ sao sao, gặp đó. Em ăn xấu lắm. Cái thôi nè, anh no rồi, anh kêu chén tái ăn à. Mình giữ kẻ, giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện có. Thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi, em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn. Mà gặp nhau đánh bài thì ở quê. Đâu thì cũng ở chung cái thành phố Mỹ Tho mà mình không biết. Cũng đồng trang lứa 93 luôn mà đâu biết đâu. Sau sau mà về quê cái cuốn bài gặp, cùng sống Sài Gòn, hẹn lên Sài Gòn gặp nhau. Sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau ở Sài Gòn. Là mới quen. Dễ thương không? Trời, em chấm từ lúc cuốn bài rồi. Từ lúc đã nói nhỏ chấm nhỏ mới không dám ăn đó, mặc dù là đói thấy bà nội đó. Đầu tiên là em vô sao, cái chỗ gần bạn gái em là ngồi kín rồi em đâu ngồi được. Em đứng em tia rồi, thấy rồi trong bàn này tia rồi. Em thấy bạn em vừa thua cái em nhảy vô liền. Nhảy vô chơi rồi xong bắt đầu em vợ em ăn cái em gom tiền giùm. Rồi chung giùm này nọ luôn. Rồi ăn hết xong bài luôn. Mà cả đời cuốn bài không bao giờ ăn, duy nhất một bữa lại em ăn. Vậy đó, tại có thiệt. Không phải. Cả đời cắn nè. Không phải hai đứa này đi trái quy luật. Người ta là đen bạc đỏ tình. Đỏ tình đen bạc, đúng không? Nó đỏ tình. Nó trái luôn, nó đỏ tình đỏ bạc luôn. Đỏ bạc đỏ tình luôn ha. Xong lúc đó em chỉ thấy là trẻ trâu, em thấy sủ nhi rồi em cay nữa. Nên em mới đòi đi ăn thôi chứ không có nghĩ cái gì dạng như kiểu. Ủa, như là bây giờ không mình. Nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Cô bây giờ cô đâu có chối bỏ được cái chuyện đó. Thôi thì bây giờ nói đến cái chuyện mà sau khi mà dính rồi đi, đúng không? Sau khi mà cua nhau rồi, cái buổi đi chơi đầu tiên đâu, kể nghe coi nó ra làm sao. Anh kể ra. Sau cái bữa ăn phở đó. Sao bữa buổi đi chơi đó. Không buổi đầu hẹn lên Sài Gòn là sau khi yêu nhau đó em. Không thì hỏi luôn đi, bây giờ sao vụ phở tới lúc mà yêu nhau đó là khoảng cách là bao lâu? Nhẹ nó về chắc phải tuần. Tuần sau rồi. Thì đó tuần đó thì tôi kể đi, kể rồi. Cái bữa đầu tiên đi chơi đó. Ngày đầu thì tụi em hẹn nhau đi ăn đi uống mà tôi nói lạ, có biết nhau đâu mà nói chuyện nó hợp gì mà nó hợp không thể nói luôn. Nó hoài nó quỷ nó tới không. Sáng luôn. Bây giờ vậy nè, thôi để cô vợ cô kể thì cái chi tiết nè. Rồi lúc đó là sao? Dạ thì đi ăn, rủ đi ăn là giống như là em thì em thích là ăn nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là hả, đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn, ảnh chở em đi từ từ quận nhất mà qua tới quận Tân Bình, qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng, mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói gì nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Nói chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết vậy á. Không hiểu sao luôn, sao cái em mới nói ủa sao mà dễ thông quá ta, sao dễ kể với lại anh này quá vậy, sao mà nói chuyện thoải mái được, thoải mái được, muốn kể gì kể á. Rồi anh cũng dễ chịu nữa, xong cái về cái cũng suy nghĩ vậy đó, là bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng. Ủa nhưng mà cái lúc nói chuyện nói về vấn đề gì, có nói về vấn đề kinh doanh được không? Không đâu. Dạ, nói chuyện lan man đủ thứ trên trời mà không hiểu nó hợp cái gì mà hợp cũng khiếp mà luôn. Mà bây giờ cũng chả nhớ nói cái gì đâu em. Mới ơi nói mày, cái gì thấy cũng hay hết trơn, trời đó thiệt á. Nó khiến nó đến. Ừ đó chứ. Ôi trời anh ơi, con kiến nó bò kìa. Vậy cũng dễ thương quá em á. Trời ơi chứ. Hiểu không? Yêu nhau chừng 5 năm. Không nghĩa là yêu nhau chừng 5 năm, lấy nhau chừng 5 năm. Con kiến nó bò kìa. Con kiến nó bò kìa, anh kệ nó đi. Kệ nó đi. Nụ nhiều kìa. Quan tâm làm khỉ gì. Thì bây giờ là như vậy luôn á. Phải không? À. Đúng là người ta giống như người ta nói là cái đó là lúc mới yêu. Rồi sao nè? Không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng. Rồi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Chắc chạy hết chắc cái 100 nghìn tiền xăng quá. Vậy chắc ngoài 100 cây số chạy hoài không ngưng, cứ nói hoài đâu có chỗ đâu tấp. Bây giờ cứ chạy hoài, cứ nói hoài, giờ không lẽ mình đi về vui quá rồi. Cứ đi cứ chạy hoài chạy mày sửa chuyện luôn, buồn ngủ quá. Chà, vậy chắc đi từ Bình Tân qua Bình Thạnh rồi xuống Bình Hòa. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi qua ngày hôm sau có đi chơi nữa không hay làm gì nữa? Đi tiếp, tôi nói là cứ được bữa xong là nó dính hoài. Lại nói nữa. Nhau luôn, nói hoài chuyện đâu nói không hết. Rồi nhưng mà cái ngày thứ hai nó khác cái ngày trước đó, cái gì không? Có động tay động chân gì không? Ngày thứ hai bắt đầu đi ăn. Cái bắt đầu tới ngày thứ ba cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ tư sao, chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn ở đầu nhậu, ở đầu vợ không biết nhậu, em thì cũng đi gặp khách hàng nhậu thường, nhậu xong cũng say men men cứ chạy đi về, mà cũng chạy vòng vòng hoài đó. Nói, chạy vòng vậy chạy em vòng không.
giống như là dạ, cái nhà em là ở ngay, cái nhà em mướn là ở ngay quận nhất rồi, mà anh cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về, mà cứ chạy vòng 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 hoài. Cái em mới bực mình quá, cái em mới nói rồi, em cũng nói trong bụng rồi, cái em nói thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được thôi tấp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em rủ vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê luôn, dạ, quen lâu mẹ thì chủ động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài mệt mắt mệt dạ. Thiệt. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá em nói nữa rồi. Mà cứ cha lại cứ chạy vòng 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 hoài không trở về nhà luôn. Rồi em nghe cái câu đó làm sao? Nói cái cảm giác của em lúc đó em còn nhớ không? Trời ơi nó chết đi, tỉnh liền đang xỉn là tỉnh liền. Ôi liền gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy vừa thấy lũi vô luôn. Lũi luôn. Trời ơi trời, khách sạn quân nhất 1 triệu mấy một đêm đau lòng luôn trời. Giá bao nhiêu cũng được. Trời trời 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là thấy lấy bên ta trái thấy rồi lũi thẳng liền. Lũi vô. Không kiếm kiếm gì nữa mất công lâu chịu nổi. Lũi liền không hỏi giá luôn. Qua sáng sau tính tiền. Triệu mấy? Má ơi, trời ơi cái gì thấy ghê thiệt. Quân nhất giận đạo. Nhưng mà bữa đó lời mà. Cũng lời, lời tiền không quan trọng luôn. Tiền không quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó đến chung là cái duyên hay sao trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm cũng là vợ chồng rồi. Rồi bắt đầu cũng chia tay vài tháng vô tình gặp với em, gặp xong quen gần tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Ủa vậy đó hả? Chơi tốc độ hơn chữ luôn mà tức nhanh vậy, không đợi luôn. Tức là trời ơi rõ ràng trong vòng 4 tuần đó, 4 ngày đã là của nhau rồi sau đó là 1 tháng sau là cầu hôn. Tháng hơn tháng hơn là cầu hôn. Rồi chừng nào cưới luôn không? Dịch. Tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch. Ngay đúc dịch. Không đà lớn cưới được. Rồi xong dạ. Là qua dịch rồi cưới. Dạ. Vậy là cũng phải mất dạ, hết 1 năm. Ổn. Dạ. Thì tụi em cũng chơi tốc độ là nữa. Là cuối năm á. Wow. Tụi em bắt đầu là tính cưới rồi. Nhưng mà là tính cuối năm mà dịch, nghĩ tới dịch cưới được không? Cái đầu hai đứa thấy năm sau tuổi sửu hợp tuổi dậu. Giờ nghĩ thôi giờ đám cưới mà giờ đầu năm đám cưới mà giờ cưới xong biết có bầu liền không? Thôi giờ để luôn, năm trước để luôn. Nếu dính trước thì năm sau kịp là tuổi sửu luôn. Rồi để có bầu dính cưới luôn. Cưới luôn. Chơi tốc độ thần trưởng luôn. Là như là coi như là ở trên á người ta chỉ tính rồi người ta dập thẳng luôn rồi. Ủa nhưng mà trước đó là hai đứa có đi coi bói coi thầy coi cô gì không? Dạ chắc có luôn. Dắt chị coi bói dạ, nhưng mà là người ta nói coi như là thầy bói đó có hợp tuổi không? Dạ cái cô đó chỉ nói gì nè, bây giờ là bất chấp tất cả đi, bất chấp tất cả hả, cứ để em bé đi tại vì rất là tốt luôn, nên bây giờ có nếu mà bị ai nói thì cũng không quan trọng đâu. Cô đó nói gì đó thì nãy mới nói là cái gì làm cũng hợp với tuổi dần với cái gì tuổi dậu với tuổi sửu đúng không? Là dạ. Em bé là con trai hay con gái? Dạ bé trai. Nhưng mà là hai đứa là bằng tuổi nhau hả? Dạ 93 rồi. Ok thì quá ngon lành. Nhưng mà vậy là mấy năm rồi ta? Hai đứa gặp nhau lúc dạ, năm 2019. 2019 là 4 năm rồi. Dạ. 4 năm. Nhưng mà 4 năm. Ngưng hết năm. Ngưng hết dạ, năm dịch. Đúng đó là 3 năm. Ôi trời ơi. Dạ. Rồi cưới được mấy năm? Dạ 2 năm rồi. Cưới được 2 năm rồi em. Dạ. Rồi có nghĩa là 1 năm dịch. Rồi á 1 năm là cũng như gần cuối năm á là biết nhau quen nhau rồi cầu hôn luôn đó. Rồi giờ để em hỏi cái này cái nghĩa là coi như là cái tình yêu nó nhanh quá, nó chóng bánh quá. Dạ. Vậy thì bây giờ và thậm chí là trong 4 ngày thôi là bắt đầu là lũi vô khách sạn luôn rồi. Dạ. Không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, ổng cầu hôn em á, ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần sự rần á. Dạ bất ngờ lắm anh. Với lại nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời giống như là lúc mà đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó là của nhau rồi đó, của nhau rồi xong rồi các em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi. Xong rồi đi về ổng ở với em, các em đi học, em đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà ổng lau nhà, cái nhỏ em của em xuống thấy sao anh này giỏi quá vậy, cái nói trời ơi anh hai ơi, chị hai ơi anh Thành được lắm, anh Thành giỏi thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nói sao anh không để cho em chú em về em dọn dẹp cho. Cái anh mới nói là hả anh đã sạch quen rồi, thay dơ anh chịu không nổi. Trời cái câu đó xong cái em nghe nó trời ơi sao tự nhiên giới được này cũng ok này nọ. Xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, thì là không bao giờ ở sạch nữa. Là ổng theo em. Ông là chỉ ở sạch là lúc đầu em tuần đầu đó. Thôi là bắt đầu vậy là ở, không giả ở sạch dối nữa. Đó ý là giả dối. Dạ đúng rồi giả dối là tạo nét á, tạo nét quá trời nét luôn á. Cuối cùng là lòi á, thôi để chút nữa cái phần sau kể. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở đi qua ở nhà người ta? Là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp, rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn, rồi bữa tối đó đi về cái thấy vợ em ngủ mình ngủ rồi lũi nhà vợ em ngủ luôn, ở đuổi không về luôn, coi như là cuốn gối theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn qua em ở luôn. Dọn dẹp nhà cửa luôn. Mà em ở dơ em làm biến dọn dà lắm. Tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên. Lấy mình đàn ông vô mình ở dơ nhà gái tay kỳ quá rồi. Cũng quét dọn. Mà tánh em làm biến ở dơ lắm. Nó thẳng luôn là làm biến. Trời ơi mình tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn á.
rồi lúc này coi như là mà hai bây giờ ta đang hỏi cái vụ mà cầu hôn à, đúng rồi cầu hôn đúng rồi, dạ ủa lạc đề luôn á. Dạ cầu hôn thì giống như là vô tình thôi, nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi, xong rồi cái tới bữa cuối mình cũng không có biết là ông này là muốn cầu hôn hay gì nữa. Cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi thèm chè Thái quá. Nhưng mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái. Ừ. Cái chở em đi vòng vòng để kiếm chè Thái mà mình bực mình ham vui mà mình muốn chơi mà tự nhiên đi kêu mình đi ăn chè Thái bực bội. Ừ. Cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài cũng không nói chuyện với mình nữa, cái mình bực mình nói rồi mắc gì tự nhiên không ăn gì ăn chè Thái không nội. Xong cái tức quá cái em nói thôi đi về chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà, tại nguyên đám bạn đang ở nhà đợi, là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó. À, là kiếm cớ đi ra ngoài để ở nhà bạn nè trang trí đó. Ừ, dạ, đúng quá rồi. Tự nhiên ông ăn chè Thái mà. Dạ. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Dạ về thấy đồng là tả sơ sơ cái căn, giống như là trang trí hết cái căn villa đó là và từ trên dưới là bong bóng, rồi hồ bơi cũng bong bóng, xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em, sắp xếp là đèn rồi nhạc rồi tùm lum hết. Ông đang hành động như thế nào? Dạ là quỳ xuống cầu vậy đó. Nói câu gì nhớ. Nói là đồng ý làm vợ anh nha. Ờ có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi cái nhẫn đó đâu? Dạ. Trời ơi, hai chị em đồng thanh đồng thủ. Cái nhẫn để nhà. Dạ. Ai có cái cặp kia vui lắm, cái nhẫn cầu hôn á, bà vợ bà rửa tay rồi bà bỏ. Bỏ quên. Rồi bà để quên luôn rồi, bà mất luôn, bà giấu chồng bà giấu mỗi lần chồng hỏi cái làm bộ nó là cất ở đâu. Nhưng thực ra là chồng bà đã cất cái nhẫn đó từ đời nào rồi. Cái nãy hai chồng sáu tháng sau nhẫn ở đây nè, cưng lắm. Dạ, vậy cũng giống anh này. Em dự tính cầu hôn á là nó trong vòng có nửa tiếng thôi. Đầu tiên là nói ba mẹ lên, đang đi Phú Quốc rồi tính ba mẹ lên để nói chuyện, bắt đầu là nắm cưới hỏi nha. Nói thôi sẵn đây đẹp quá, bắt đầu nhắn tin hết, phân công bạn bè đi đó 8 người, người ăn mãn, đứa bơm bóng, đứa đi về đặt bánh kem, rồi đứa đi trang trí, rồi đứa tạo hiện trường giả, rồi đi thê lo, rồi giao người việc hết trơn, rồi bạn bè nó xông xáo lắm. Em nhiệm vụ là dẫn vợ đi ngoài để đi dọn trong đó cho nó đẹp. Tại vừa về là mọi người cứ vô ập vô mà làm thôi. Hề nhất là em trà Thái ha. Tại vì cái gì em ghén kéo thời gian, đi càng lâu càng tốt. Mà cứ đồ về hoài à. Nhưng mà hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình rồi suôn sẻ hết ha, có cấm cản hay là có cái gì không? Dạ không. Như là tại vì hai đứa là tự lập á, giống như là lên thành phố ở rồi, anh cũng lên thành phố ở từ nhỏ luôn rồi. Nên không có gần gia đình nên cứ thoải mái là thôi. Là tự lập luôn. Lúc mà em quen vợ, lúc em làm cái gì? Lúc em đang làm cái gì? Dạ cũng làm công việc đó. Em làm công việc vận chuyển. À vậy đó hả? Rồi lúc đó vợ làm gì cưng? Dạ lúc đó em cũng chuẩn bị bán quần áo này kia gì đó. Là đầu. Giống như hai đứa giống như cá gặp nước vậy đó. Dạ đúng rồi. Bởi vì ngồi nói chuyện nhập hàng sao rồi nhập chưa vô đâu. Rồi xuất sao. Chưa, làm sao xuất nhập được. Thì đúng rồi, không bên này nhập nè. Nó anh làm gì vậy? Ủa anh giờ đưa công chuyện anh lại gì? Nhập khẩu. Đâu, anh lại giờ anh đi, anh chuyên chở đồ từ Trung Quốc về. Ôi dạ anh. Trời em đánh giá quần áo nè. Đúng không? Đúng rồi. Em thôi em đang tính kinh doanh quần áo nè. Vậy là coi gì anh ấy. Đúng không? Trời đúng rồi luôn. Nói hoài nó không hết chuyện quá. Em nghe là em chớp liền. Em nghe là em chớp liền. Chụp thời cơ liền. Cái này cũng ngon. Thấy cũng quen biết rộng. Ngon, mối này ngon à. Mối này ngon ha. Rồi, coi như là đẹp trai nè, rồi là chịu chi tiền đi ăn uống đồ ha. Dạ. Bài bạc rồi cũng giỏi. Số cũng hơn ha. Không, từ bữa đó xong là thua luôn á, là mỗi lần mà về quê đánh bài nữa là không bao giờ ăn. Thì đó đỏ bà, cứ như là đỏ tên. Ăn luôn tới bây giờ. Dạ, đỏ luôn không? Ăn đúng một ngày gặp vợ em thôi. Đúng đó, đỏ. Dạ đúng. Mà biết sao cua nhỏ này tốn tiền không? Dạ. Cua nhỏ này tốn tiền không? Đi hồi đó cũng không tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi. Tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó. Các bạn cũng ham ăn ham uống mà. Ăn quá trời ăn kêu đủ thứ rồi hết bò rồi tới gì chứ rồi tới gì đó. Tại đứa hợp vậy đó, thích ăn uống thích đi du này nọ thành ra nó hợp cũng tiếp luôn. Rồi sau khi lấy về có còn hợp nữa hay không? Dạ. Và cái việc sinh con ra tất cả mọi thứ nó có tốt đẹp hay không? Hay nó có đỡ đần gì cho cưng không? Rồi nó có gặp những cái sự biến, gặp những cái sự cố gì nó xảy ra hay không? Gặp biến cố. Biến cố giống như là sự biến là cái gì? Giống như là cũng có nhiều biến cố, như là mình bị thay đổi á. Như là từ hồi mà hai đứa quen tới lúc mà hai đứa cưới luôn á, là không bao giờ mà có một cái tiếng nhỏ to gì hết trơn. Xong rồi bắt đầu từ cái lúc mà có em bé á, lúc mà sinh em bé thì bắt đầu hai đứa có cãi. Tại sao? Như là cũng có thể lúc đó em thay đổi, giống như là em suy nghĩ nhiều hơn á. Như mình phụ nữ mình có con rồi phải suy nghĩ nhiều hơn. Lúc đó em cũng biết là mình bị áp lực, là lúc đó đang dịch nữa,
đang dịch, cứ ngày nào cũng nghe dịch, dịch chạy tới chạy lui rất là sợ. Rồi gặp lúc đó là hoãn công việc là hết, là không có làm gì hết. Không có làm gì hết là cắt đứt tiền bạc này kia của hai vợ chồng luôn, không làm gì hết, là về quê ở nữa, ở chung với gia đình nữa nên có nhiều cái phức tạp á. Dạ nên hai đứa cũng có gây qua gây lại. Giống như là đang tôi ăn tôi chơi mà có con không quen. Nói chung là nó mới hết toàn bộ luôn. Rồi cái trong những, tại vì mình còn trẻ mà, rồi trong công việc nuôi con không quen, cứ người này chỉnh người kia mà không biết, không em cành nhiều á. Rồi cái bị trầm cảm vậy đó. Dạ lúc đó em cũng có bị trầm cảm là vậy thôi. Rồi gây nhau, hỏi gây nhau dữ nhất là lúc mà cỡ làm sao? Cãi lộn rồi giận nhau hay là giống như là thôi tôi bồng con về má tôi ở hay này kia nọ. Giống như hai đứa mà gây nhau mà nặng nhất là cỡ nào? Dạ thì đúng rồi, chắc cỡ đó luôn. Cỡ đó kiểu em ở nhà em mà vợ em vợ, rồi xong cũng hai bữa lên sỏi rồi làm huề. Dạ kiểu như là nghĩ lại thì thôi cỡ con rồi mà cũng vậy. Vậy như em cũng lúc đó em cũng áp lực là muốn chồng mình phải cái như vậy, giống như mình nghĩ là ủa sao người ta được vậy mà chồng mình không được như vậy. Cái mình bị muốn được nhiều hơn như vậy, cái mình đặt cho anh áp lực quá. Nhưng mà vì lý do nào mà tụi em vượt qua được cái tình trạng đó? Chị đứa con rồi gì, tính tình hai đứa quá hợp nhau mà, rồi xong cố gắng. Đúng rồi. Cố gắng rồi cũng vượt qua được hết. Em cũng nghĩ là cái lúc mà hai đứa quen đó, nhưng mà mình nghĩ là sao mà lúc mà hai đứa chưa có con sao mà nó vui như vậy, sao mà mình nghĩ là tại sao giờ phải như vậy, sao không vui nữa. Cái em nghĩ lại thôi không có gì hết, cứ đừng có áp lực quá, nên em thôi kệ, sau này cảm muốn làm gì làm. Không quan trọng bây giờ là một đứa thôi đúng không? Đúng rồi. Mấy tuổi? Dạ em bé 18 tháng mà. Em xin kể luôn là em đặt tên con em là tên Xì Dách luôn. Xì Dách đó kỷ niệm đó. Mà em đẻ đứa con gái chắc em đặt là Ngũ Linh, Nguyễn Thị Ngũ Linh quá. Sao vậy Ngũ Linh là sao? Ngũ Linh á, Ngũ Linh là đánh bài á, là thắng năm lá. Đúng rồi, năm lá 21 điểm. Rút năm lá 21 điểm, chưa tới 21 điểm. Còn hơn Xì Dách nữa. Dạ. Giống như Xí Ngầu á, Xí Ngầu á. Đó thì đó, chị cũng có biết chơi bài đâu. Mà ăn, ta nói ăn thôi là ăn vậy đó. Bởi đẻ đứa con đầu tiên tên Xí Ngầu luôn. Còn Xí Ngầu dễ thương nghe, là kia tên Xì Dách. Xì Dách dữ à nha. Thì nó trai mà gặp gái mà để tên Xì Dách nó kỳ lắm á. Mà gái thôi Ngũ Linh cũng không nên. Em nói giỡn thôi, em nói giỡn cho mất. Nó chơi. Xí Ngầu đi dễ thương á. Lúc đầu đặt tên Xì Dách ở nhà nói cái gì mà giống thần bài quá vậy, cái gì mà đặt tên gì con gì thấy ghê vậy. Mà giờ ai cũng kêu nó biết quen. Quen rồi, thôi không sao, dễ thương mà. Dạ. Rồi bây giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè. Nãy kể cho vợ kể cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á. Dạ. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ không? Đang kể đó. Bây giờ còn không? Dạ cũng còn. Bây giờ tới phần khui tật xấu đó. Dạ cũng còn nha. Khui đi. Xong rồi còn quên tắm nữa. Mà đó giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người mà sao quên tắm, em cứ hỏi hoài luôn, tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta, là không cố tình cứ nguyên ngày cứ xong cái đi ngủ, cái em nói rồi sao không đi tắm đi, quên rồi. Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi, cái nói giờ tắm là trúng gió chết liền, chứ không có cỡ nào cũng trúng gió chết liền á. Rồi là xong là để tới sáng tắm mà không có lau mình luôn á. Dạ không luôn, cứ vậy đó, cứ vậy là đi tắm là, vậy? Là nhưng mà biết là nằm xa em nha. Nằm xa em ra, ôm cứ ôm nằm xa em ra vậy đó. Rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Bây giờ nó thành một cái lệ rồi. Dạ. Có nghĩa là bữa nào anh tắm là chị vợ biết bữa đó là phải sáp vô. Dạ. Còn bữa nào mà nằm ôm một cái ôm ngoài là biết bữa đó chưa tắm. Rồi là biết chưa tắm. Dạ vậy đó. Nghĩa là đó là nhiều khi nó cũng là một cái ký hiệu nữa. Ký hiệu đó. Trời ơi, bạn chị đó. Bạn chị đó Bin. Bạn chị đó. Cái bữa nào tôi mặc đầm là anh biết là bữa đó là đó, anh phải làm nghĩa vụ quân sự đó. Trời, xong chồng nó kể vui lắm đó. Trời ơi, hồi hộp thấy bà nội luôn á. Bữa nào mà thấy bà đi cặp giò lên mà lửng lửng tới đây là thôi rồi, xong. Là đó, đêm đó. Mà có cái quần pha pha phấp phới đây là thấy khỏe rồi. Phải thật là em, tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại gì quá. Mà em cái tật em hay quên. Mà cái này em quên thiệt. Cứ nghe điện thoại xuống từ 9, 10 giờ đi, 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe ghét rồi mệt quá, rồi lăn ra ngủ luôn. Nói công việc thì công việc cần cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Dạ, xong rồi còn hay hậu đậu mà còn đó, tiếp theo đó. Bây giờ một cái là quên tắm ở dơ nè, rồi tiếp theo cái gì còn nữa? Tỏ vẻ nữa, ra vẻ. Dạ ra vẻ, ra vẻ đó. Dạ đúng rồi, ra vẻ thể hiện, thể hiện. Giống như là giống như cái vụ mà đi lau nhà đó, nói chung là tại vì dạ đúng rồi, cũng mình ở sạch lắm. Giống như là giống như trong cuộc vui với mấy bạn hay là kia anh cũng thể hiện lắm. Giống như là bữa giống như kỳ em với ảnh đi ra vịnh Hạ Long chơi, xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn, không để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP chở từ khách sạn ra sân bay.
Xong cái anh cũng đặt thì mình cũng nghĩ ok rồi. Xong anh đặt cái ngày mai ta tới rồi, hai đứa cứ lên xe ngủ thôi rồi nặng đi ra sân bay. Sân bay gì anh? Cắt lái hả? Sân bay Cát Bi. Cát Bi. Cát Bi. Sân bay, bay sân bay Vân Đồn. Sân bay Cát Bi. Nó chở ra sân bay Cát Bi Hải Phòng mà. Nó chở ra Cát Bi Hải Phòng luôn. Trời ơi trời. Mất vé luôn. Người đặt vé lại. Ủa? Nhưng mà thật ra là sân bay Vân Đồn. Em ở Hạ Long thì đúng ra đặt sân bay Vân Đồn mình về được Sài Gòn. Chết cha rồi, em đặt người ta sân bay Cát Bi hả? Dạ. Đặt lộn, hàng đó nó chở ra Cát Bi. Cái nó anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa? Tài xế của em nhìn gì? Nó hết hồn luôn, nó không ngờ luôn. Ủa? Cái này sân bay Cát Bi mà anh. Trời ơi, em đặt sân bay Vân Đồn. Đâu có, anh đặt sân bay Cát Bi mà trời ơi chết mẹ rồi, bỏ vé luôn. Có nghĩa là ông ổng đọc lộn đúng không? Dạ đúng rồi, xong rồi cái em tức quá, cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy, đừng nói chuyện với người ta. Cái nói anh sợ trên Google á. Trời ơi là tưởng đâu mình tưởng đâu là ổng biết rồi, ổng rành rồi, ai về là ổng sợ tin Google, là ổng nhấn vô là hả chuyên gia chở đi tuyến máy bay, tuyến sân bay mà không coi cái địa phương. Dạ em quên. Trời ơi bó tay luôn. Em hỏi anh ơi tới sân bay Vân Đồn nó quay hết hộn em rồi tuột máu luôn. Xong rồi mất cái vé máu luôn. Cái này mới mốt mà chị Thúy Nga về á là giới thiệu với đây. Chị cho em trai. Dạ. Chị Thúy Nga. Đúng rồi đó, đúng em kể cho nghe. Có nghĩa là từ ngày hôm đó là đi diễn với Sa Đéc cho Lê Tứ. Thế không, hai chị em đi tung tăng chạy lên cái đầu cái tới cầu Mỹ Thuận rồi. Dạ. Là tới Sa Đéc là sát. Dạ. Bên anh mà bà vừa gọi điện thoại thì mở lo lên thì em nghe tiếng gà gáy mà chị biểu. Ví dụ như 6 giờ tối hay là 6 giờ rưỡi tối á thì bấm điện thoại lên thì phải nghe âm thanh cái loa phát này. Dạ. Nghe gà gáy, nghe không phải gà gáy, nghe chó sủa. Ừ. Nghe chó sủa. Ủa sao kỳ ta? Cái đầu gọi ô Tứ ơi, Nga với Quốc Thuận đã tới cầu Mỹ Thuận rồi nè. Cái Tứ nó ủa sao chị xuống sớm vậy? Ủa sao vậy? Dạ, show mình tháng sau lận chị. Trời ơi lộn. Là lộn con thằng. Dạ. 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 Anh này cũng quá nhiều, giống như gọi là chân mệnh thiên tử á. À, chị quen của em hại vợ mấy lắm. mấy đứa bạn ở dưới quê à, gọi là chân mệnh thiên tử là độc nhất vô nhị luôn, là ổng đó. Trời ơi. Rồi bây giờ là da dẻ vậy là đúng rồi. Dạ, đó. Dạ, da dẻ hay là còn gì nữa? Còn mới đây nữa, cũng da dẻ lắm. Anh đi chở em qua Trà Vinh là đi coi cái xưởng của em. Xong cái gặp công an, mình thấy công an trước rồi cái mình sợ nữa. Ủa anh có đem giấy tờ đầy đủ không? Trời ơi em yên tâm, anh đi hoài anh đem giấy tờ đầy đủ lắm. Xong cái công an tấp vô, cái cũng tấp vô luôn, ok rồi, tại ông này thấy ok rồi. Vô cái công an mới hỏi là giấy tờ đâu, cái đem ra cái bằng lái 4 bánh, không có bằng lái 2 bánh. Ủa sao tự nhiên bị tráo đổi rồi anh ơi? Cái nói với anh công an vậy đó, xong rồi cái ông công an hả dắt chiếc xe chở về luôn, chở về đồn luôn. Mà em nói cái bi đát cũng khiếp luôn. Bằng lái 2 bánh không đem, bằng lái 2 bánh để Sài Gòn. À. 11 ngày đêm đi tới địa phận Bến Tre bị bắt. Rồi sao? Đi Trà Vinh mà, cẩu xe về. Đi taxi Bến Tre vô trung tâm thành phố, thì mấy trăm ngàn ngủ một đêm. Qua bữa hôm sau lấy xe, mà chị em hi hữu thiệt. Bãi số bị xui hay sao? Đi vô để mình đã phạt không bằng lái luôn, chịu gửi để lấy xe về, vô nào phạt. Hệ thống toàn quốc lỗi, thứ hai lấy, bà trời ơi trời quốc thêm 3 ngày nữa. Em nói mà cái tiền xe, mà cái tiền mà ở khách sạn thì xe đi lại chắc hơn mấy triệu bạc, hơn tiền nào phạt nữa. Mà nó xui cái kiểu mà từ đó giờ không có bị lỗi, ngay bữa em vô bị lỗi luôn, lỗi thứ 6. Hệ thống toàn quốc lỗi rồi em bơi, thứ hai rồi em vô. Ông giống như là cái cuộc đi nào mà ông này là có ông này là bị xui à. Mà nó xui ghê lắm chị. Dữ lắm, số ông này xui dữ. Mà đó chỉ là một trong số ít chuyện thôi đúng không? Nó nhiều lắm. Là 100 tiền luôn. Thôi bây giờ coi như mình lớn quá đi em. Bây giờ mong muốn đi. Bây giờ mong muốn đi. Nó bây giờ còn khui nữa không? Khui nữa không? Thôi tội nó. Bây giờ chỉ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ. Thay đổi là bớt kiểu như là bớt thể hiện đó, giống như là bớt da dẻ đúng dạ, không? Giống như mỗi lần mà đi, chuẩn bị sẽ có cuộc vui là đi chơi với hội bạn á, rồi mặc rồi em đã dặn ở nhà rồi. Anh cứ người ta nói A, anh cứ nói A, người ta đi B, anh cứ đi B đi, anh khỏi ra dẻ, anh khỏi thể hiện gì chứ. Rồi là bớt da dẻ. Dạ đúng rồi. Người ta kêu đi đâu thì đi đó đi, anh đừng có bài nữa. Đó, rồi giờ bắt tới cưng đó, giờ tới cưng dạ. Đi nãy giờ nó nói cưng quá trời đó, cưng nói lại nó đi. Nghĩa là mong muốn thay đổi là bớt da dẻ đúng bớt không? Dạ đúng rồi, với lại bây giờ tới em đó. Bớt ở dơ. Bớt ở dơ nữa. Vợ em á, vợ em thì kiểu mà vợ em á tật xấu vậy, em thì không có tật xấu gì mà hay lớn tiếng em thôi. Hay lớn tiếng em gặp ghê công việc em tép. Em bị stress đúng không? Công việc. Cứ lớn tiếng rồi em ghen tép thì bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi chửi lộn tao nói binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Vậy đó hả? Trời ơi thấy ghê lắm. Rồi sao? Rồi xong thì cứ cãi lộn vậy đó. Cứ em bị tép rồi vậy, lớn tiếng cứ tật xấu thì lớn tiếng em thôi. Có nghĩa là mà kiểu không có nói gì lớn tiếng mà nói nhiều không? Càm nói nhiều ràm, nói càm nhiều đó. Ràm. Lớn tiếng mà còn càm ràm vậy có không? Càm với em. Vậy là càm ràm mà trong cái lớn tiếng. Trong cái lớn tiếng đó. Càm ràm. Trời đất ơi, tôi nói cho ông biết, tôi nói thiệt với ông. Đó là quen gì rồi. Đó, còn càm ràm mà xù xìu mít á là còn mệt nữa. Mà em thấy cũng vui. Em thấy cũng vui nhưng mà đôi lúc em bị tép công việc á, em thấy là bực nhưng mà thường ngày vẫn vậy là vui. Thì vợ càm ràm em giỡn lại, em giỡn nhiều. Còn gì nữa nè, càm ràm.
vợ em thôi, tật xấu thôi. Em thì tật xấu vợ em thì không có tật vậy xấu đúng không? Ừ, giờ mong muốn là chắc hết càm ràm đúng không? Đúng rồi. Em muốn thì vợ em cũng có càm gà nhưng mà ít ít lại. À. Để càm gà nó vui không có nó buồn. Thì một ngày mày không nghe vợ chửi chịu không nổi. Ít ít lại cho nó ngon nhà đúng không? Cho nó có không khí cho có hương vị. Nói nghe nè, mình càm ràm tại vì những em càm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng rồi. Da dẻ rồi hư bột hư đường đó. Rồi vậy thôi á, rồi em càm ràm cái lúc đó mà nó quên tắm hoài phải không? Dạ đúng rồi, em nói thì đúng không đó, muốn nó bớt á thì bỏ mấy cái tật đó đi. Trời ơi, thôi cặp vợ chồng này quá vui và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục đó. Và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó lại thêm đứa nữa. Mới 18 tháng rồi đó em. Không sao đâu, sao đâu, được em mới 18 tháng á, lẹ lẹ mình nuôi cũng lúc đi để cho nó khỏe sau này. Dạ đó nghe nôn. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ nôn không? Dạ nôn nôn kìa, nôn nôn kiện ư, ngứa mỏ quá. Chúc con gái nghe nghe rồi, chúc nghe cho hai vợ chồng của hai đứa nghe. Trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ vậy à, qua năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Trời ơi, con cọp vàng à. Đâu có cọp rồi. Đấy, cọp. Con rồng vàng. Ừ, rồng. Xin lỗi. Một cặp rồng vàng luôn. Trời ơi, ngon lành luôn. Xin chào em.